Nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bunyang Volachit, sáng ngày 24 tháng 11, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12. Chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định đường lối chủ trương nhất quán của Việt Nam trong quan hệ với Lào, hai bên sẽ cùng trao đổi chủ trương định hướng và các nội dung hợp tác, biện pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác Việt Nam Lào giai đoạn 2016-2020 trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học kỹ thuật và hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương giữa hai nước. Vào đêm ngày 23 tháng 11 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng Dân chủ Italy, Đảng Tái lập Cộng sản Italy và Đảng Cộng sản Italy. Tại các cuộc gặp trên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo một số nội dung chính trong cuộc hội đàm với Tổng thống Italy vừa diễn ra, bày tỏ vui mừng trước bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực kể từ khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược vào tháng 1 năm 2013, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Italy, đối tác quan trọng của Việt Nam trong EU chủ tịch nước mong muốn thời gian tới các đảng cánh tả italy và đảng cộng sản việt nam sẽ tăng cường gặp gỡ tiếp xúc trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau vì những mục tiêu chung góp phần làm sâu sắc thêm và hiện thực hóa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và italy chủ tịch nước mời các đồng chí lãnh đạo các đảng cánh tả sang thăm việt nam lãnh đạo đảng dân chủ italy đảng tái lập cộng sản italy đảng cộng sản italy bày tỏ vui mừng được hội kiến với chủ tịch nước trần đại quang khẳng định tình đoàn kết hữu nghị mà các đảng cánh tả italy luôn dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước trước đây và xây dựng tổ quốc hiện nay của việt nam